Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế RCEP lần thứ 8 đã được tổ chức tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Hội nghị nhằm thảo luận và thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP hướng tới khả năng ký kết hiệp định vào cuối năm 2020 theo chỉ đạo của các nhà lãnh đạo RCEP. Bộ trưởng Kinh tế của 15 nước tham gia đàm phán RCEP đã tham dự hội nghị này theo hình thức trực tuyến. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao nỗ lực của các nhà đàm phán Hiệp định RCEP đã đạt được từ đầu năm đến nay. Các cuộc họp, thảo luận chuyên sâu theo hình thức trực tuyến của các bên tham gia, đàm phán RCEP vẫn đang được tiến hành theo đúng tiến độ, bất kể sự bùng phát kéo dài của đại dịch COVID-19. Các bộ trưởng ghi nhận, những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đã đem đến nhiều thách thức không nhỏ cho sự lưu chuyển của các luồng thương mại và đầu tư trong khu vực, bao gồm cả các nước tham gia đàm phán hiệp định quan trọng này. Điều đáng ghi nhận là các thành viên tham gia RCEP vẫn cần đảm bảo việc mở cửa thị trường, nhất là đối với các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, cũng như tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm phản ứng hiệu quả với COVID-19. Đặc biệt trong bối cảnh bấp bênh về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc ký kết RCEP sẽ là cơ sở để củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và làm bền vững hơn cấu trúc của kinh tế khu vực, cũng như thể hiện sự ủng hộ của khu vực đối với hệ thống thương mại đa phương mở, đồng bộ và dựa trên nguyên tắc. Hội nghị nhấn mạnh vai trò của RCEP trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế thế giới và khu vực.